Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay gió bắc tốt quá, chờ bữa giờ mới có gió. Nó lên được mấy con các bạn ơi. Lên được 6 con rồi. Còn rau quá xa. Đó, chuẩn bị con bự nữa đó, 2 mét. Quá bự. Gió này kéo mới xuống nè. Giấy độc lạ. Rồi, chuẩn bị. Dữ à? Bật ngay cho kéo à. Đó. 3 con, 4 con. Thử leo tiếp một con nữa. Không có đem. Tưởng gió lớn quá không có đem. Con này đẹp dữ à. Đen trắng đỏ. Đang rò dây. Quá thả sực chè khỏe. Sáng giờ yên tâm. Lấy dây kia nó bỏ qua nhiều tủ đi. Gió nhẹ lại rồi. Chiều ai thả chưa.
Rồi, chuẩn bị. Lên. Lên luôn. Do yếu lại rồi. Miếng bên này một con lên đường. Cước mới mua luôn á, keng xe ben luôn á. Mới kít. Một con thứ hai lên đường. Trời gió đây, trời roi dây đây. Bóng cước lại nha. Có dao em. Ê, không không, bỏ cái túi nhà đi không à. Mới đem vô một con nữa. Hôm nay đi không có đem đồ ngời, không có đem diều luôn. Không à. Leo giữa luôn hả? Ghê vậy. Say quá, không có đem. Say quá không có đem. Phân không nổi. Lên cho thấy đủ nặng đầu rồi. Thôi cũng chừng nhẹp lên thả được. Chừng ba lon. Cứ bữa ông này 5 lon 4 sàng mà rồi mới tin ở đây ghê vậy ta. Ai muốn mua cục liền cái một là lên chuẩn luôn hả? Thì đó thằng béo cầm đó. Ừ hả? Vừa mới đang quan cái bố dán vậy mà bi chơi xấu à. Leo ngay giữa luôn á, giữa cốc luôn á. Cứ làm xưa các bên mà thôi. Dán thẳng thớm vậy mà chơi gì nữa. Ừ, vậy chơi. Con này một cái lên luôn nha, leo giữa luôn nha. Gió mạnh rồi, giữ.
cước vô cuồng. Nó chịu đó mày. Hả? Nó chịu đó. Nó yêu. Để... ngon dữ à. Bốn con chùm quá tốt. Gió lớn tới nhà, gió lớn tới nhà. Đó. Gió lớn, gió lớn. Wow. Nhau ơi, nhau ơi. Gió lớn chịu không nổi. Quá con đá một chùm. Gió tới mạnh đó. Ui xa. Con đỏ này nhào rồi. Chịu không nổi với gió rồi. Nhào rồi các bạn ơi. Gió lớn nhào rồi. Đây. Đang trời gió nữa đây. Con giữ gì giữ này cái 14 hả? Ừ, mình chỉ mua còn mua cái âm mặt kia ít mắt lắm. Không bán 25 nghìn con. Con ít hơn này nữa. Nhiều nhiều ký. Ký nhiều. Ủa, ông 100 ngàn đây đây tới dưới kia hết nè. Trăm mấy không? 90 không? Cứ mấy mười mấy? Vừa còn 4 hãng qua nhiều lắm. 14 chục 7 8 lạng thả thấy mẹ nè. 9 lạng đó. 9 lạng. Mà còn con cục của hôm nay là giờ lấy 8 lạng. 1 ký là mình chia ra 2 cuộn. Rồi lấy hết luôn. Không, hai cuộn ít lắm. Hai cái muôn tiếng chia hai cuộn. Đi rồi quá. Nó đèn chịu quá. Nó làm gì? Dùng sao nó đèn. Nó làm. Nó cứng lắm. Ừ, mình cước mấy lạng dấu. Mình cước mua 200 nghìn cước 40 nhiều à.
bất thường luôn rồi. Chuyện nói nhau quá, hấp sườn yếu quá, yếu sườn quá, yếu quá, chuyện nói. Gió mạnh quá chuyện nói. Dư dặn quá. Cây ba dây lửa trắng đỏ này, này trắng trắng tím, màu tím tím chứ không phải màu đỏ, tím màu cánh sen á. Xuống xuống à, xuống à, chiều chiều xuống à. Rồi miễn phí mà. Kéo xuống đẹp quá ha, màu quá đẹp, màu nói cực kỳ. Thôi video mình quay đến đây kết thúc các bạn ơi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha. Đừng nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha. Thì gió ngon quá. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Chuẩn bị con này lên đó nha.